chào các thính giả thân mến trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số cho một chia sẻ gia đình vui vẻ sức khỏe dồi dào làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió cảm ơn bạn mời bạn bắt đầu nghe truyện đường hạo tuấn hiếp mắt lại lập tức tập trung tầm mắt vào chiếc xe nằm chính giữa đưa súng cho tôi đường hạo tuấn vươn tay về phía trình hiệp trình hiệp há miệng nhưng mà đưa tôi đường hạo tuấn nâng cao giọng giọng điệu không cho phép phản đối trình hiệp biết anh không kiên nhẫn lập tức đưa khẩu súng cho anh đường hạo tuấn tiếp nhận khẩu súng sau đó ngắm nòng súng vào vị trí đầu xe sau đó bóp cò một tiếng súng giảm thanh ầm ì vang lên nắp môi xe của chiếc xe ngay chính giữa tự động bật lên bốc khói đen nghi ngút biến cố này khiến người trong mấy chiếc xe kinh hãi. Bản thân trợ lý vương là người rất sợ chết, thấy vậy xong thì đã sợ tới mức vùi đầu xuống dưới vô lăng. Ngay cả Tống Vi cũng rung bắn người lên, nhắm mắt lại theo bản năng. Chỉ có đường hạo minh là không hề dao động, xuyên qua lớp kính thủy tinh trước xe nhìn mui xe đang bốc khói, lạnh lùng nói, đường hạo tuấn, còn dám nổ súng à, cậu được lắm. Xuống xe. Giám đốc, trợ lý vương ngẩng đầu lên kinh hãi nhìn anh ta giám đốc chúng ta mà xuống xe thì chắc chắn sẽ bị bắt sống chẳng lẽ không xuống xe thì sẽ không bị bắt sống chắc đường hạo minh lạnh lùng liếc anh ta trợ lý vương lập tức nghẹn hỏng đường hạo minh nhắm mắt lại dường như đang điều chỉnh tâm trạng mấy giây sau anh ta lại mở mắt ra sau đó mở cửa xe bên ghế lái phụ rồi bước xuống anh ta vừa xuất hiện Tất cả mọi người trên máy bay trực thăng lập tức cảnh giác, ai cầm súng đều chỉ nòng súng về phía anh ta. Đương nhiên đường Hạo Minh cũng cảm nhận được. Anh ta ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của đường Hạo Tuấn trong chiếc máy bay trực thăng ngay chính giữa, cười phá lên, Hạo Tuấn, cậu dẫn theo nhiều người nhiều súng thế này, ngay cả máy bay trực thăng cũng huy động, cậu để mắt tới tôi thật đấy. Tống Vi đâu? đường hạo tuấn không rảnh bận tâm tới lời nói đùa của anh ta mà lạnh giọng hỏi thẳng tống vi ở trong xe nghe thấy giọng đường hạo tuấn cô chợt mở mắt ra nước mắt lập tức tuôn trào vì vui sướng và kích động đường hạo minh nhún vai cô ta đang ở trong xe đấy cho cô ấy ra đây tôi muốn nhìn thấy cô ấy đường hạo tuấn nhắm nòng súng vào ấn đường của anh ta Đường Hạo Tuấn không có súng trong tay nên không dám lấy cứng chọi cứng với đường Hạo Tuấn, chỉ có thể nghe theo lời anh, mở cửa xe ở ghế sau, kéo Tống Vi ra khỏi xe. Hai chân Tống Vi vừa chạm đất thì lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy đường Hạo Tuấn, cô vội ưng ưng mấy tiếng. Đường Hạo Tuấn không biết cô đang nói gì, nhưng thấy cả người cô bị trói kín mít cùng với băng dính dán trên miệng, trong mắt anh bùng lên lửa giận và sát khí vô tận. Thả cô ấy ra đường hạo tuấn ra lệnh cho đường hạo minh đường hạo minh nhún vai thõng tay chuyện này e là tôi bảo anh thả cô ấy ra đường hạo tuấn thẳng thừng ngắt lời anh ta ngón trỏ đè cò súng vào bên trong một chút đường hạo minh giơ tay lên cười nói được rồi tôi thả tôi thả anh ta xoay người xé băng dính trên miệng tống vi miệng tống vi vừa được thả tự do đã lập tức há miệng hô hạo tuấn Đừng sợ, anh đây. Mặc dù vẻ mặt Đường Hạo Tuấn không có biểu cảm gì, nhưng giọng nói lại dịu dàng hơn nhiều. Nỗi bất an và sợ hãi trong lòng Tống Vi đều vơi bớt rất nhiều vì bốn từ này của anh, vội vã gật đầu, "Vâng." Cô tin anh. Mỗi lần cô gặp nạn, anh đều có thể xuất hiện ngay đầu tiên, cô tin anh có thể cứu cô thoát ra ngoài. Thấy sự tín nhiệm không hề giấu giếm trong mắt Tống Vi, Đường Hạo Tuấn hít sâu một hơi, dục đường hạo minh tháo dây thường trói trên người tống vi. Đường hạo minh nghe lời làm theo, đi đến sau lưng tống vi, cúi đầu, chậm rãi vươn tay về phía nút thắt dây thường sau lưng tống vi. Ngay khi tay đường hạo minh vừa đụng vào nút thắt, anh ta đột nhiên hít mắt lại, sốt áo khoác trên người lên, cũng rút một khẩu súng đeo bên hông. Sau đó một tay anh ta siết chặt tống vi, một tay kề súng bên huyệt thái dương của cô, vẻ mặt điên cuồng đe dọa. Các người bỏ súng xuống ngay. Nếu ai không bỏ súng tôi sẽ giết cô ta trước." Dứt lời, anh ta chọc nòng súng vào huyệt thái dương của Tống Vi. Tống Vi có thể rõ ràng cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền tới từ nòng súng, lạnh đến mức khiến cả người cô cứng đờ, tay chân lạnh lẽo. Không ngờ Đường Hạo Minh cũng có súng. Không ai có thể nghĩ tới chuyện này. Đường Hạo Tuấn cũng không ngờ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trình Hiệp cũng cuốn lên, chết tiệt, tính nhầm một bước rồi, không đoán được anh ta có thứ này. Tổng giám đốc, bây giờ nên làm sao đây? Mợ chủ nằm trong tay anh ta, bị anh ta coi như con tin đe dọa chúng ta, chúng ta bị hạn chế mất rồi. Sao đường hạo tuấn lại không biết chuyện này, cho nên sắc mặt mới khó coi đến thế? Anh nhìn Tống Vi. Tống Vi cũng nhìn anh, người cô khẽ run lên, ánh mắt chứa đầy vẻ hoảng sợ, Hạo Tuấn, đường hạo tuấn rất muốn kêu cô đừng sợ một lần nữa nhưng bây giờ cô đang bị dí súng vào đầu nói hai chữ này chẳng những không thể trấn an mà còn có vẻ rất bất lực do đó đường hạo tuấn dứt khoát không nói gì hết dời mắt về phía đường hạo minh giọng nói đè nén cơn giận giữ ngút trời rốt cuộc anh muốn thế nào yêu cầu của tôi rất đơn giản thôi chính là an toàn rời khỏi nơi này đường hạo minh cười đối diện với anh đường hạo tuấn siết chặt khẩu súng anh đừng có mơ vậy à thế thì hết cách rồi tôi đành phải dẫn theo vợ cậu cùng xuống dưới với tôi vậy vợ cậu xinh đẹp nhường này tôi cũng không lỗ đường hạo minh càng cười tươi hơn mạch máu trên mu bàn tay của đường hạo tuấn hằng lên thấy rõ tôi nói lại lần nữa buông cô ấy ra không có chuyện đó đâu trừ phi cậu kêu mọi người rời đi bỏ súng xuống Hả cho tôi đi, chờ tôi đi rồi đương nhiên sẽ trả cô ta lại cho cậu. Đường Hạo Minh tiếp tục dí súng vào Tống Vi. Tống Vi run bắn cả người. Đôi môi mỏng của đường Hạo Tuấn lạnh lùng miếm lại, anh tưởng tôi sẽ tin anh chắc. Vậy thì tôi hết cách rồi, tôi dẫn theo cô ta cùng đi chết vậy. Nói xong, ngón trỏ đặt trên cò súng của đường Hạo Minh bóp vào bên trong. Tống Vi có thể nghe thấy rõ tiếng cò súng hoạt động, trái tim suýt nhảy ra ngoài nỗi sợ hãi khổng lồ đè ép khiến cô ngột thở hét lên theo bản năng hạo tuấn cứu em tay đường hạo tuấn run rẩy trình hiệp nhìn anh rồi lại nhìn tống vi bị bắt làm con tin cũng vội khuyên nhủ tổng giám đốc tôi biết anh không muốn buông tha cho đường hạo minh nhưng bây giờ là thời điểm nhạy cảm mợ chủ còn đang nằm trong tay anh ta chúng ta tạm thời tha cho anh ta đi đã chờ mợ chủ bình an rồi chúng ta tiếp tục đối phó với anh ta vẫn còn kịp đúng đấy tổng giám đốc đường người khác trên máy bay cũng khuyên ngay cả hải dương cũng bật khóc nói ba cứu mẹ đường hạo tuấn nhắm mắt lại không phải anh không muốn cứu tống vi đương nhiên anh cũng biết bây giờ nên lựa chọn như thế nào thì mới là chính xác nhất nhưng anh lo lắng cho dù mình làm theo yêu cầu của Đường Hạo Minh thì Đường Hạo Minh cũng sẽ không tha cho Tống Vi. Anh chỉ không dám đặt cược. Nhưng sự thật hiện tại là anh không thể không đặt cược. Được, tôi thả anh đi, anh thả cô ấy ra. Đường Hạo Tuấn buông khẩu súng xuống trước tiên. Đường Hạo Tuấn vẫn dí súng vào Tống Vi, cậu cho họ rút lui trước đã. Anh ta nhìn lướt qua mấy chiếc máy bay trực thăng. Đường Hạo Tuấn gật đầu với Trình Hiệp. Trình Hiệp cầm bộ đàm vô tuyến báo cho mấy chiếc máy bay khác ngoài máy bay của họ đều quay về. Chẳng mấy chốc, những chiếc máy bay khác đều đã bay đi. Trên không trung chỉ còn lại chiếc máy bay của đường Hạo Tuấn. Đường Hạo Minh lại nói, các người cũng bay ra xa một chút đi. Dựa vào đâu? Mấy chiếc máy bay khác đã bay đi rồi, nếu chúng tôi rời đi thì mở chủ có đi không? Đường Hạo Minh lại dí súng vào huyệt thái dương của Tống Vi. Tống Vi đau đớn kêu lên một tiếng. Nghe thấy tiếng kêu của cô, trong mắt đường Hạo Tuấn chợt thoáng qua vẻ đau lòng, ngay sau đó lại biến mất, đi. Tổng Giám Đốc Biết Trình Hiệp muốn nói gì, đường Hạo Tuấn hiếp mắt lại, chúng phải lái xe rút lui, chỉ có một con đường xuống núi thôi, chờ chúng chạy xuống dưới núi thì đoàn xe do chúng ta sắp đặt hẳn là có thể tóm được chúng. Nghe vậy, Trình Hiệp lập tức ngậm miệng. Chiếc máy bay trực thăng này cũng bay đi, nhưng không hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của đường Hạo Minh và Tống Vi, dừng lại cách đó 100 mét quan sát họ. Giám đốc, chúng ta đi được chưa? Lúc này trợ lý Vương mới có gan xuống xe. Đường Hạo Minh nhìn anh ta, không đi được đừng quên đoàn xe lúc trước đuổi tới đây. Chúng ta không ngờ đường Hạo Tuấn còn an bài cả máy bay trực thăng, cho rằng cậu ta chỉ phái xe đuổi theo nên vẫn còn cơ hội di chuyển. Nhưng trong khoảng thời gian máy bay trực thăng bay đến đây, chắc hẳn mấy chiếc xe kia đã sắp đến chân núi rồi. Nói cách khác, chúng ta xuống núi tức là chui đầu vào rõ. Trợ lý Vương hít vào một hơi. Đường Hạo Minh miếng môi, đúng vậy. Kế hoạch bắt cóc của chúng ta được bố trí cẩn thận, không ngờ kế hoạch cứu viện của đường Hạo Tuấn cũng bố trí cẩn thận. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Trợ lý Vương bất lực hỏi. Đường Hạo Minh không lên tiếng, xoay cổ nhìn trái nhìn phải, thấy đằng sau cách đó không xa là vách núi, anh ta cục mắt xuống. Một lát sau, dường như đã hạ quyết tâm nào đó, anh ta kéo Tống Vi lùi về đằng sau. Giám đốc, anh định làm gì vậy? thấy động tác của anh ta, trợ lý Vương Kinh Hải. Tống Vi bị trói, còn bị dí súng, hoàn toàn không thể xoay cổ nên đương nhiên không biết đằng sau là cái gì. Thấy đường Hạo Minh lôi theo mình lùi về sau, còn tưởng là anh ta muốn né tránh. Trên máy bay trực thăng cách đó 100 mét, đường Hạo Tuấn và Trình Hiệp cũng nhìn thấy động tác của đường Hạo Minh, sắc mặt đều thay đổi. Tổng Giám Đốc, chẳng lẽ anh ta định kéo theo mợ chủ nhảy xuống núi? đường hạo tuấn cầm loa của người điều khiển đường hạo minh anh định làm gì bước chân đường hạo minh không dừng lại tiếp tục lùi về phía sau chẳng mấy chốc đã lùi đến bên cạnh vách núi anh ta nhìn máy bay trên trời nụ cười mang theo vẻ điên cuồng tôi định làm gì chẳng phải các người đã đoán được rồi hay sao anh bảo chỉ cần chúng tôi cho anh rời đi thì anh sẽ thả mợ chủ bây giờ chúng tôi đã buông tha cho anh rồi tại sao anh còn muốn dẫn theo mợ chủ nhảy xuống núi nhảy xuống núi. Cuối cùng Tống Vi cũng biết Đường Hạo Minh tính làm gì, con ngươi co rụt lại, lập tức lắc đầu. Bàn tay Đường Hạo Minh giữ vai cô bóp thật mạnh, đồng thời âm u cảnh cáo, đừng lộn xộn nữa, còn cựa quậy là tôi sẽ giết cô. Cơ thể Tống Vi run lên, lập tức ngừng lắc đầu, không dám nhúc nhích. Lúc này Đường Hạo Minh mới ngẩng đầu lên, nhìn hai người Đường Hạo Tuấn, các người bảo thả tôi nhưng các người tưởng tôi không biết các người nói buông tha chỉ là ngụy trang thôi chắc tôi biết chỉ cần tôi lên xe chạy đi thì các người sẽ tóm lấy tôi ở dưới chân núi trình hiệp há miệng tổng giám đốc anh ta biết kìa đường hạo tuấn không lên tiếng chỉ sầm mặt nhìn đường hạo minh đường hạo minh vẫn nở nụ cười cho dù các người không bắt tôi dưới chân núi thì sau này e rằng đường hạo tuấn cũng sẽ trả thù tôi bằng mọi giá thôi cho nên bất kể tôi đi con đường nào cũng có cùng một kết quả, vậy thì chẳng bằng dẫn theo vợ cậu cùng nhau nhảy xuống nơi này, khiến cô ta chôn chung với tôi. Anh dám. Đường Hạo Tuấn gằn hai chữ từ kẻ răng. Đường Hạo Minh cười càng lớn tiếng, vậy thì cậu cứ nhìn mà xem tôi có dám hay không. Dứt lời, anh ta lập tức ngã ngửa ra đằng sau. Đằng sau chính là vách núi, anh ta còn đang kéo tống vi vừa ngã người hai người cứ thế ngã xuống vách núi không khóe mắt đường hạo tuấn như sắp nứt ra gầm lên một tiếng buông tay nắm trên đầu muốn nhảy xuống dưới thấy vậy trình hiệp lập tức kéo anh vào khoang lái tổng giám đốc anh làm gì vậy anh không đeo trang bị nhảy dù anh mà nhảy xuống thì sẽ chết mặc dù anh ta cũng khiếp sợ vì không ngờ đường hạo minh lại thật sự mang theo mợ chủ nhảy xuống núi nhưng anh ta không có cách nào ngăn cản, cũng không có cách nào cứu mợ chủ. Nhưng tổng giám đốc, anh ta lại có thể cứu. Đường Hạo Tuấn đứng dậy, nhìn về phía khoang điều khiển quát, mau lên, lái máy bay về phía đó. Người điều khiển chính và phụ lúc này cũng hoàn hồn từ cảnh tượng đường Hạo Minh và Tống Vi rơi xuống núi, lập tức điều khiển máy bay bay về phía đó. Nhưng vách núi rất cao, bên dưới là sương mù mờ mịt, máy bay từ trên không trung nhìn xuống hoàn toàn không nhìn thấy gì giờ khắc này trái tim đường hạo tuấn lạnh buốt trình hiệp cũng kinh hãi nuốt nước miếng mợ chủ và đường hạo minh đều không mang theo bất cứ trang bị nào rơi xuống núi chắc chắn sẽ những lời tiếp theo anh ta không nói nhưng mọi người đều hiểu ý hai tay đường hạo tuấn siết chặt vào nhau đôi mắt đỏ ngầu nhìn trình hiệp lập tức liên lạc với đội cứu nạn xuống núi tìm người nhất định phải tìm thấy tống vi vâng trình hiệp nghiêm mặt lại lập tức lấy di động ra gọi điện thoại đường hạo tuấn kêu máy bay bay hạ độ cao sau đó nhảy xuống máy bay rồi đi thẳng tới bên cạnh vách núi đứng đó nhìn xuống dưới trái tim anh đau đớn sắp vỡ ra anh lại lần nữa trơ mắt nhìn tống vi ngã xuống vách núi ngay trước mắt mình lần trước anh không thể giữ được cô mà lần này anh vẫn không thể đường hạo tuấn siết chặt nắm đấm hai mắt đỏ ửng bên trong ngấn lệ trình hiệp đến bên cạnh anh vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng này tổng giám đốc thực sự đã khóc cũng phải thôi mợ chủ bị đường hạo minh kéo xuống vách đá e rằng không qua khỏi tổng giám đốc khóc cũng là chuyện bình thường nghĩ đến đây trình hiệp khẽ thở dài có phần thông cảm với đường hạo tuấn anh ta không biết nên khuyên đường hạo tuấn như thế nào cũng không thể thốt nên lời chỉ lặng lẽ đứng cạnh đường hạo tuấn không biết qua bao lâu cuối cùng đội tìm kiếm cứu nạn cũng đến đường hạo tuấn kêu họ đi xuống vách núi tìm người thế nhưng vách núi quá cao nhảy dù xuống cũng rất mạo hiểm dây dù rất dễ bị mắc trên ngọn cây vì vậy đội cứu hộ đành phải từ bỏ phương pháp xông thẳng xuống núi thay vào đó là leo xuống từ từ rồi đi tìm như vậy sẽ có thể tìm kiếm kỹ càng hơn đường hạo tuấn cũng mặc đồ leo núi đi theo đội tìm kiếm cứu nạn xuống tìm kiếm trình hiệp không thể ngăn cản nổi cuối cùng anh ta đành phải đi theo là trợ lý anh ta không thể để đường hạo tuấn đi một mình nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sẽ rất phiền phức vách đá rất cao đường hạo tuấn xuống được tới chân núi thì đã là mấy tiếng đồng hồ sau Tất cả mọi người đều kiệt sức ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Trình Hiệp mở chai nước đưa cho Đường Hạo Tuấn, "Tổng giám đốc, uống chút nước đi." Đường Hạo Tuấn không cầm, hít một hơi rồi tiếp tục đi về phía trước. Trình Hiệp thở dài, không có lựa chọn nào khác, nhanh chóng đi theo. Thấy bọn họ không có ý định nghỉ ngơi, những người khác cũng đành phải nhanh chóng tìm người. Tuy nhiên, mãi đến khi trời tối, họ cũng không tìm thấy bóng dáng của tống vi và đường hạo minh ngay cả dấu vết rơi xuống cũng không có đối với đường hạo tuấn mà nói hiện tại đây là một tin vui vẫn chưa tìm thấy thi thể của hai người đồng nghĩa với việc có thể hai người vẫn chưa chết tổng giám đốc trời tối rồi còn sắp sắp mưa nữa chúng ta về trước đi trình hiệp thở hổn hển đi tới bên cạnh đường hạo tuấn vừa giơ cổ tay lên lau mồ hôi trên trán vừa nói với anh đường hạo tuấn cũng rất mệt mỏi mặt lấm tấm mồ hôi thậm chí còn có mấy vết xước do quẹt phải cành gai trông vô cùng nhếch nhác anh lắc đầu tiếp tục tìm nhưng mà trình hiệp vẫn muốn nói gì đó đường hạo tuấn lạnh lùng nhìn anh ta tôi nói là tiếp tục tìm vâng trình hiệp cúi đầu đáp anh ta có thể nhận ra tổng giám đốc đã phát điên rồi nếu không tìm được vợ, anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Thôi quên đi, tiếp tục tìm kiếm vậy. Trình Hiệp lắc đầu, kêu đội tìm kiếm cứu nạn phía sau tiếp tục tìm kiếm. Đúng lúc này, điện thoại vệ tinh trên hông anh ta vang lên. Trình Hiệp lấy ra xem, tổng giám đốc là cô Giang gọi, anh có muốn nhận hay không? Đường Hạo Tuấn như thể không nghe thấy gì, anh chống gậy leo núi trèo lên một tảng đá lớn. Trình Hiệp bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình nghe máy, alo, cô Giang. Trợ lý Trình, đã qua một ngày rồi, đã cứu được Vi Vi chưa? Giang Hạ sốt sắng hỏi. Trình Hiệp liếc nhìn đường Hạo Tuấn rồi lắc đầu, vẫn chưa. Anh ta không nói với Giang Hạ và hai đứa nhỏ rằng mợ chủ đã rơi xuống vách núi. Nếu không họ chắc chắn sẽ khiến người ta lo lắng như tổng giám đốc vậy. Sao lại chưa, chẳng phải các anh tìm ra hang ổ của kẻ bắt cóc rồi à? Giang Hạ sốt ruột dậm chân. Trình Hiệp ậm ờ trả lời, đã tìm thấy rồi, nhưng xảy ra chút sự cố. Sự cố gì? Vi Vi xảy ra chuyện gì sao? Giang Hạ trợn mắt đoán mò. Trình Hiệp gượng cười, không phải đâu, cô đừng nghĩ nhiều, chúng tôi còn phải tiếp tục cứu người, tạm thời không nói chuyện với cô được đâu. Alo. Alo. Giang Hạ vẫn còn muốn biết thêm tình hình, thế nhưng đầu dây bên kia đã dập máy. Hết cách, cô ấy chỉ có thể bực bội vào đầu bức tóc, định đợi hai tiếng sau sẽ hỏi thăm tình hình tiếp. Trình Hiệp đặt điện thoại vệ tinh xuống, vội vàng đuổi theo Đường Hạo Tuấn, nói cho anh biết nội dung cuộc gọi vừa rồi. Đường Hạo Tuấn không có phản ứng nhiều. Đối với anh mà nói, bây giờ không gì có thể so sánh được với việc tìm thấy Tống Vi. Ầm Bầu trời bỗng vang lên một tiếng sấm, ngay sau đó, một tia sét cắt ngang bầu trời, chiếu sáng cây cối trong chớp mắt. Trình Hiệp ngẩng đầu, "Tổng giám đốc, trời sắp mưa rồi." Đường Hạo Tuấn vẫn không phản ứng lại, tiếp tục đi về phía trước. Trình Hiệp kéo anh lại, vẻ mặt lo lắng nói, "Tổng giám đốc, đây là rừng cây đấy, một khi trời mưa sẽ rất nguy hiểm. Có thể xảy ra sạt lở đất hoặc đổ cây, rất dễ bị thương." "Tổng giám đốc" chúng ta không thể tiếp tục được nữa phải trở về thôi buông ra đường hạo tuấn hất cánh tay tuy nhiên trình hiệp giữ rất chặt anh không thể hất ra ngay được trình hiệp lại nói tổng giám đốc tôi biết anh muốn tìm vợ nhưng tình huống này thật sự không thể tiếp tục được nữa nếu không thì đến anh cũng sẽ xảy ra chuyện mất cậu buông tôi ra sắc mặt đường hạo tuấn vô cùng lạnh lùng âm lượng tăng lên rất nhiều hay Trình Hiệp khẽ thả lỏng, nhưng ngay giây tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Anh ta lại siết chặt tay. Tôi không buông, Tổng giám đốc, anh phải xuống núi với chúng tôi. Tôi không thể trơ mắt nhìn anh xảy ra chuyện gì được. Trình Hiệp, cậu còn chưa nói xong, Đường Hạo Tuấn cảm thấy sau gáy đau nhói. Anh nhìn bàn tay dơ lên của Trình Hiệp với vẻ không thể tin, sau đó lập tức bất tỉnh. Trình Hiệp vội vàng đỡ lấy Đường Hạo Tuấn ánh mắt tỏ vẻ có lỗi, xin lỗi anh, tổng giám đốc, xin hãy tha thứ cho tôi, tôi không thể nhìn anh mạo hiểm được. Nói xong, anh ta kêu đội tìm kiếm cứu nạn giải tán, sau đó đỡ đường Hạo Tuấn đi xuống núi. Tất cả đều phải ra khỏi núi trước khi trời đổ mưa, nếu không sẽ bị lạc đường và gặp tai nạn. Nhóm người nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Phía bên kia khu rừng, Tống Vi đang nằm trên một bãi cỏ quần áo của cô nát bươm trên mặt tay và chân đều có những vết sẹo kinh khủng vết rách và vết xước chằng chịt khắp nơi máu tươi loang đỏ khắp quần áo xung quanh vết thương tách một giọt mưa nhỏ xuống rơi đúng mặt cô khiến cô chợt tỉnh lại cô mở mắt ra thấy những hạt mưa dày đặc từ trên trời rơi xuống chẳng mấy chốc đã làm ướt tóc và quần áo của cô tống vi run lên định chống người đứng dậy nhưng rồi khi cô vừa động đậy khắp người đã truyền đến cơn đau dữ dội đau đến mức cô phải kêu lên đau quá tống vi nâng cánh tay lên nhìn vết thương trên tay mình ký ức trong đầu lập tức cù về cô nhớ mình đã bị đường hạo minh bắt cóc sau đó đường hạo tuấn đến cứu cô nhưng vào giây phút cuối cùng đường hạo minh đột nhiên muốn chết cùng với cô sau đó anh ta kéo cô cùng nhảy xuống vách núi Vậy bây giờ cô đang ở dưới vách núi sao? Tống Vi lại ngẩng đầu nhìn lên, nhưng trời đang đêm lại mưa tầm tã, cô không nhìn thấy gì bèn vội cúi đầu xuống. Vừa cúi đầu, cô chợt nhìn thấy một người nằm trên mặt đất ở phía đối diện cách đó không xa. Đường Hạo Minh. Mặc dù cô không thể nhìn thấy dáng vẻ của người kia, nhưng cô chắc chắn đó là Đường Hạo Minh. Bởi vì chỉ có hai người bọn họ nhảy khỏi vách đá tống vi chịu đựng cơn đau dữ dội khắp người cố gắng đứng dậy bình thường đây chỉ là một động tác đơn giản nhưng lúc này cô gần như phải dùng hết sức lực của mình cô bám vào một thân cây bên cạnh để giữ vững cơ thể không để mình ngã thêm lần nữa không được rồi phải tìm chỗ trú mưa thôi tống vi thở hổn hển chịu đựng đau đớn cô không thể nghĩ được đến việc làm sao mình còn sống sót mà không bị gãy tay hay gãy chân tình hình hiện tại không cho cô thời gian suy nghĩ cô phải tìm một chỗ để trú mưa nếu không nhất định sẽ chết cống tống vi nhìn trái nhìn phải nhưng hoàn toàn không thấy rõ xung quanh nên chỉ có thể lờ mờ xác định phương hướng mò mẫm thử vận may cô vừa đi được hai bước thì chợt nghĩ tới điều gì đó vậy là bèn dừng lại quay đầu nhìn đường hạo minh đường hạo minh vẫn nằm đó bất động không biết còn sống hay đã chết tống vi do dự vài giây sau đó xoay người đi về phía anh ta lương tâm còn sót lại trong lòng khiến cô không thể bỏ mặt đường hạo minh như thế này mà đi được vì vậy cho dù đường hạo minh sống hay chết cô cũng không thể bỏ mặt anh ta ở đây tống vi khó khăn bước đến chỗ đường hạo minh đau đớn ngồi xổm xuống đưa tay về phía anh ta chạm vào cơ thể vẫn còn ấm áp của đường hạo minh tống vi bỗng trở nên vui mừng vội vàng thăm dò hơi thở của anh ta còn thở tống vi ngạc nhiên bật cười sau đó ra sức lay người đường hạo minh đường hạo minh tỉnh lại đi đường hạo minh vẫn bất động không hề tỉnh lại tống vi không nhìn rõ lúc này anh ta bị thương như thế nào nhưng mưa ướt hết mà cũng không tỉnh lại chắc chắn anh ta còn bị thương nặng hơn cô không còn cách nào khác tống vi chỉ có thể dựng người anh ta lên rồi đỡ anh ta đi tìm chỗ trú mưa đột nhiên tay cô chạm vào một thứ gì đó cưng cứng giống như điện thoại di động hay gì đó mắt tống vi sáng lên cô vội vàng lần mò thấy đúng là điện thoại di động thật vừa ấn nút nguồn màn hình liền sáng lên tống vi suýt chút nữa đã bật khóc vì vui sướng tốt quá rồi không hỏng hóc gì vẫn còn dùng được điện thoại không bị hỏng có nghĩa là cô có thể liên lạc với đường hạo tuấn để cứu họ thế nhưng trái tim của tống vi chật lạnh đi khi nhìn thấy thông báo điện thoại không có sim nụ cười phấn khích trên khuôn mặt bỗng chốc đông cứng lại mãi một lúc sau cô mới chấp nhận số phận của mình nở một nụ cười khổ dù không thể liên lạc với thế giới bên ngoài nhưng dù sao vẫn có thể chiếu sáng đúng chứ tống vi bật đèn pin điện thoại lên sau đó đỡ đường hạo minh bước về phía trước Đi được một lúc thì nhìn thấy một cái hang nhỏ. Tống Vi đưa Đường Hạo Minh đến trú trong hang động. Vừa bước vào trong, Tống Vi đã mất hết sức lực, cả hai ngã xuống đất, ngất đi lần nữa. Cơn mưa lớn vẫn cứ rơi. Trong lều dưới chân núi, Trình Hiệp nhìn cơn mưa to bên ngoài mà lòng nặng trĩu. Bọn họ đã tìm lâu như vậy nhưng vẫn không tìm được mợ chủ, có lẽ mợ chủ chưa chết, nhưng chắc chắn đã bị thương. Tuy nhiên, đối với một người bị thương, trận mưa lớn lúc này gần như là con dao đoạt mạng. Nếu mở chủ thực sự không chết, không biết liệu có thể chống đỡ nổi hay không. Đang miên mang suy nghĩ thì bỗng có một nhân viên cứu hộ đến sau lưng anh ta, trợ lý trình, tổng giám đốc đường đã tỉnh lại, anh ấy muốn gặp anh. Người trình hiệp chợt cứng lại, anh ta cố nặng ra một nụ cười, tôi biết rồi, tôi qua ngay đây. Nói xong, anh ta hít một hơi thật sâu, đặt thau nước nóng trong tay xuống, cầm một chiếc ô đi về phía căn lều lớn nhất. Anh ta đã biết sẽ có cảnh này từ lâu, đành cam chịu đối mặt vậy. Trình Hiệp vừa nghĩ vừa cười khổ. Anh ta vén rèm lều lên, sau đó đi vào, tổng. Vừa mới nói được một tiếng, một nắm đấm đã đập thẳng vào mặt anh ta. Kính của Trình Hiệp văng ra ngoài, anh ta ngồi bệt xuống đất, ôm lấy nửa khuôn mặt bị đánh, không dám nhìn người đàn ông đang tức giận kia tại sao cậu lại làm như thế đường hạo tuấn đứng trước mặt trình hiệp nắm chặt tay giọng nói lạnh như ác ma đến từ địa ngục trình hiệp biết đường hạo tuấn đang ám chỉ việc mình đánh ngất anh anh ta ngẩng đầu lên tổng giám đốc tôi biết anh rất tức giận nhưng vì sự an toàn của anh tôi chỉ có thể làm như vậy vậy cậu có từng nghĩ nếu tống vi không chết nhưng chỉ vì cậu ngăn cản tôi mà trận mưa này có thể sẽ giết chết cô ấy hay không? Đường Hạo Tuấn gào lên với đôi mắt như sắp nứt ra. Trình Hiệp cục mắt xuống, tôi biết, nhưng tôi là trợ lý của anh. Giữa anh và mợ chủ, tôi chỉ có thể chọn anh thôi. Đây là chức trách cơ bản của một trợ lý đặc biệt. Đường Hạo Tuấn cũng hiểu rõ điều này, nếu không anh sẽ không chỉ cho Trình Hiệp một nắm đấm thôi đâu, mà còn có thể giết chết anh ta nữa kìa tổng giám đốc anh yên tâm đi ngay khi mưa tạnh chúng ta sẽ lại lên đường tìm kiếm trình hiệp cầm kính đứng lên đường hạo tuấn ngồi xuống túi ngủ nhắm mắt lại một lúc sau mới mở ra lúc này trong mắt anh đã không còn lửa giận nữa thay vào đó anh trở nên vô cùng bình tĩnh bình tĩnh đến đáng sợ đưa điện thoại vệ tinh cho tôi đường hạo tuấn đưa tay ra trình hiệp lập tức đưa cho anh đường hạo tuấn gọi về biệt thự dì vương là người nghe máy alo cậu chủ sao cậu vẫn chưa về đã cứu được mợ chủ chưa dì vương cũng biết chuyện tống vi bị bắt cóc khi dì vương đến đồn cảnh sát để đón hai đứa nhỏ giang hạ đã nói cho bà biết vẫn chưa đường hạo tuấn nắm chặt điện thoại giọng nói khàn khàn xen lẫn vẻ mệt mỏi cùng tự trách anh trách mình vì không cứu được cô rõ ràng khi cô bị bắt cóc lần đầu tiên anh đã nói rằng sẽ không để cô trải qua việc đó lần thứ hai nhưng anh đã không thực hiện được lời hứa của mình không chỉ khiến cô trải qua lần bắt cóc thứ hai mà còn bị kéo xuống vách núi lần nữa giờ phút này đường hạo tuấn chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng đến như vậy vẫn chưa cứu được mợ chủ ạ à. dì vương há miệng kinh ngạc hai đứa nhỏ lo lắng cho tống vi nên đến giờ vẫn chưa ngủ ngồi trên sofa chờ bọn họ quay về khi nghe thấy đường hạo tuấn gọi đến cả hai đều chạy tới bên cạnh dì vương nghe thấy dì vương nói rằng tống vi vẫn chưa được cứu tống dĩnh nhi khóc quà lên tống hải dương siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé ba tại sao vẫn chưa cứu được mẹ có chuyện gì sao ạ à? trước khi đường hạo minh kéo tống vi nhảy xuống vách núi đường hạo tuấn đã tắt liên lạc với tống hải dương vì vậy tống hải dương không biết điều gì xảy ra tiếp theo đường hạo tuấn cũng không định nói cho hai đứa nhỏ biết anh sợ hai đứa nhỏ sẽ bị kích thích khi biết tống vi rơi xuống vách núi lần nữa không chỉ xảy ra chút sự cố thôi đường hạo tuấn hạ mi mắt xuống che đi cảm xúc dao động bên trong cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên tự nhiên nhất có thể hải dương con đi xác định lại vị trí của mẹ đi Kẻ bắt cóc đó lại đưa mẹ bỏ trốn rồi sao ạ?" À? Tống Hải Dương cau mày hỏi. Ánh mắt Đường Hạo Tuấn khẽ lóe lên, cũng gần như vậy. "Được, con sẽ đi kiểm tra ngay." Nói xong, Tống Hải Dương trả điện thoại cho Dì Vương rồi chạy lên lầu. Lâm Gia Nhi đang định đi xuống lầu thì thấy cậu vội vàng lao tới, suýt chút nữa đụng phải cô ta. Trong mắt cô ta lóe lên một tia tức giận và chán ghét mắt của cô ta vừa mới tháo băng vừa có thể nhìn thấy nếu vật nhỏ này đụng phải mắt cô ta nhất định sẽ lại xảy ra chuyện tất cả tâm trí của tống hải dương đều hướng về sự an toàn của mẹ không biết rằng mình suýt đã xô ngã ai đó mà nên nói là cậu không hề phát hiện ra sự tồn tại của lâm gia nhi mới phải nhìn tống hải dương bước vào phòng làm việc còn tống dĩnh nhi đang khóc trong phòng khách dì vương đang dỗ dành cô bé Lâm Gia Nhi nheo mắt lại. Dì Vương, có chuyện gì sao? Lâm Gia Nhi tò mò hỏi. Nghĩ đến lúc chiều trình hiệp bảo bà đến đón hai nhỏ ở đồn cảnh sát, anh ta đã đặc biệt dặn bà không được nói cho cô Lâm biết chuyện xảy ra với mợ chủ. Thế là dì Vương vỗ lưng Tống Dĩnh Nhi, cười đáp, không có chuyện gì cả, cô Dĩnh Nhi vừa gặp ác mộng thôi ạ. À. Vậy à? Lâm Gia Nhi liếc nhìn Tống Dĩnh Nhi con nhóc này trông không giống như vừa gặp ác mộng. Rốt cuộc họ đang giấu cô ta điều gì? Cô ta đảo mắt một cái, trong mắt xẹt qua vẻ âm u, lâm dai như nhìn đồng hồ quả lắc trên tường, ấy chết, đã hơn 10 giờ rồi, Hạo Tuấn và cô Tống vẫn chưa về sao? Ánh mắt dì vương thoáng động, cười trả lời, có khi bọn họ còn đang hẹn hò ở bên ngoài, phải muộn mới về. Nếu như cô Lâm buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi. Lâm Gia Nhi nhận ra Dì Vương đang nói dối, trong mắt xẹt qua vẻ u ám, thoáng cái đã biến mất, "Được, vậy tôi lên lầu trước đây, Dì Vương cũng mau đi nghỉ ngơi đi." "Được." Dì Vương gật đầu. Lâm Gia Nhi quay người đi lên lầu. Nhưng lúc lên đến lầu 2, cô ta lại lặng lẽ nấp vào khúc ngoặt chỗ cầu thang. Dưới lầu, Tống Dĩnh Nhi thức dậy trong vòng tay của Dì Vương, đôi mắt đã khóc đến mức sưng đỏ dì vương nhìn mà cảm thấy vô cùng đau lòng ông lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé rồi thổi mắt cho cô bé tống dĩnh nhi hỏi trong tiếng nước nở bà vương ơi mẹ con sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không ạ à? đúng rồi không có việc gì đâu không phải ba con đã đi cứu mẹ con rồi sao dĩnh nhi chỉ cần ở trong nhà là được dì vương vuốt mái tóc mềm mại của cô bé an ủi tống dĩnh nhi cắn môi nhưng mà con vẫn cảm thấy lo lắng quá đừng lo lắng. Dì Vương dịu dàng nói, tin tưởng ba con. Ba con nhất định sẽ đưa mẹ con về. Tống Vĩnh Nhi gật gật đầu, dạ hai tiếng. Dì Vương lại nói, buồn ngủ không? Bà Vương dắt con về phòng ngủ nha. Nói không chừng, đến khi con tỉnh dậy là ba và mẹ đã trở lại rồi đấy. Còn không muốn. Tống Vĩnh Nhi lắc lắc cái đầu bé nhỏ, con không ngủ, con muốn chờ thêm một chút nữa cũng được. Dì Vương biết cô bé cảm thấy không yên lòng nên cũng không khuyên nhủ. dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, đợi một lát nữa thì đợi một lát nữa vậy. Ở khúc ngoặt chỗ lầu 2, Lâm Gia Nhi nghe hết cuộc nói chuyện của dì Vương và Tống Vĩnh Nhi, bàn tay đặt trên lan can chợt nắm chặt lại, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Tống Vi xảy ra chuyện, thảo nào trễ như vậy mà vẫn chưa trở về. Đây thật sự là chuyện đáng vui mừng dù cô ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn con nhóc chết tiệt kia đang khóc thảm như vậy ở dưới lầu và cả ánh mắt tràn đầy lo lắng của bà già vương kia nữa chắc hẳn không phải là một chuyện nhỏ nếu như tống vi không thể trở về nữa thì tốt biết bao trong đầu lâm gia nhi xuất hiện một ý nghĩ đen tối trên phòng sách ở lầu ba tống hải dương ngồi trước máy vi tính đôi bàn tay nhỏ nhắn gõ liên tục trên bàn phím càng gõ khuôn mặt nhỏ bé non nớt lại càng trở nên nghiêm túc sau một phút đồng hồ tống hải dương dần dần dừng lại động tác gõ bàn phím hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại đôi mắt đỏ ửng nước mắt lưng tròng sắp sửa rơi xuống cậu hít sâu một hơi hít mũi một cái kiềm chế sự xúc động muốn bật khóc cầm lấy chiếc bộ đam ở bên cạnh lên nói ba con không tìm được mẹ là sao con ngươi của đường hạo tuấn đột nhiên co lại giọng nói của tống hải dương nghẹn ngào trả lời thiết bị theo dõi của mẹ đã bị hỏng rồi con không thể tìm được vị trí của mẹ hức hức giờ phút này một đứa trẻ vẫn luôn kiên cường cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà bật khóc đường hạo tuấn nghe thấy tiếng khóc của con trai trái tim cũng trở nên căng thẳng anh nắm chặt điện thoại vệ tinh ở trong tay cố nén nỗi lo lắng đối với tống vi cố gắng hết sức có thể để dịu dàng an ủi con trai không sao đâu ba sẽ tìm được mẹ, chắc chắn. Thật sao ạ? À? Tống Hải Dương hỏi. Đường Hạo Tuấn ừ một tiếng, ba đảm bảo, con phải ngoan ngoãn ở trong nhà để chăm sóc cho em, biết chưa? Con biết rồi. Ba, ba nhất định phải tìm được, nhất định đó. Tống Hải Dương liên tục căng dặn. Đường Hạo Tuấn cũng liên tục đáp lời. Cúp điện thoại, đường Hạo Tuấn buông điện thoại vệ tinh xuống. Trình Hiệp bưng đến một ly nước nóng, đưa cho anh, "Tổng giám đốc, đã có tung tích của mợ chủ chưa?" Thiết bị theo dõi hỏng rồi. Đường Hạo Tuấn nhận lấy ly nước, uống một ngụm, trả lời với giọng nói khàn khàn. Trong lòng của Trình Hiệp cảm thấy lạnh toát. Thiết bị theo dõi đã bị hỏng, điều này có nghĩa không thể xác định được vị trí của mợ chủ. Nếu như vậy sau này, việc tìm ra mợ chủ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tổng giám đốc, nếu không thì chờ đến khi mưa tạnh, tôi lại phái thêm vài đội cứu hộ tới, tăng tốc độ lục soát được không? Trình Hiệp nhìn anh nói. Đường Hạo Tuấn gật đầu, đồng ý. Bởi vì không thể tìm thấy vị trí cụ thể của Tống Vi nên cũng chỉ còn mỗi cách này. Khoảng thời gian sau đó, Đường Hạo Tuấn và Trình Hiệp không nói gì nữa, chỉ lặng lặng nghe tiếng mưa ở bên ngoài, không hề cảm thấy buồn ngủ một chút nào mãi cho đến rạng sáng ngày hôm sau, cơn mưa to đó mới chịu ngừng. Đường Hạo Tuấn sốt lều vải lên bước ra ngoài, mang theo dụng cụ, chào hỏi nhân viên rồi bắt đầu lên núi tìm người. Mà ở đầu bên kia ngọn núi, trong hang động, Tống Vi một lần nữa tỉnh lại. Lần này, cô tỉnh dậy vì lạnh. Quần áo của cô ẩm ướt, dán thật chặt ở trên người, càng trở nên lạnh thấu xương, một trận gió thổi qua, lạnh đến nỗi khiến cô phải run cầm cập. Người cô run lên một cái, mở mắt ngồi dậy, hắt xì một tiếng lớn. Tỉnh rồi à. Bỗng nhiên có một giọng nam trầm thấp yếu ớt vang lên. Động tác xoa xoa tay của Tống Vi thoáng dừng lại, vội vàng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy ở vị trí cửa hang, đường Hạo Minh đang ngồi vắt chéo hai chân ở đó, ánh mắt chầm chầm nhìn cô. Tống Vi há to miệng, anh tỉnh từ lúc nào vậy? Đường Hạo Minh quay đi chỗ khác, nhìn về phía bên ngoài, không biết, chắc là lúc trời gần sáng. Vậy à? Tống Vi lên tiếng. Sau đó cô không nói chuyện nữa, cuộn tròn người lại để sưởi ấm. Nhưng quần áo trên người cô ẩm ướt, làm như vậy cũng chẳng ấm được bao nhiêu, vẫn khiến cô lạnh rung như cũ. Cô cảm thấy rất lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cô cũng sẽ phát sốt cho nên cô nhất định phải tìm được cách thoát khỏi ngọn núi này tìm tới chỗ có người ở mới được không thể bỏ mạng lại nơi đây đang nghĩ ngợi cô chợt nghe thấy tiếng hỏi của đường hạo minh chính cô đã đưa tôi đến hang động này sao tống vi ngẩng đầu từ một tiếng đường hạo minh quay đầu lại dùng ánh mắt phức tạp để nhìn cô tại sao tại sao cái gì bỗng chốc tống vi không phản ứng kịp Đường Hạo Minh nhếch khóe môi, tại sao lại cứu tôi, không phải tôi là người đã bắt cóc cô, còn ép cô phải nhảy xuống vực chung với tôi sao? Tính ra thì tôi chính là kẻ thủ của cô, vậy mà cô còn cứu tôi. Sao lại ngu ngốc vậy? Không sợ rằng đợi đến khi tôi tốt lên, sẽ tiếp tục dùng cô để uy hiếp đường Hạo Tuấn sao? Tống Vi xê dịch về phía sau, dựa lưng vào vách của hang động, nhìn tảng đá ở bên chân trả lời, tôi thật sự rất hận anh, bởi vì anh muốn giết tôi, nhưng mà tôi không chết, tôi may mắn có thể sống tiếp. Thấy anh hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất, lương tâm của tôi không cho phép tôi bỏ mặt anh nằm ở đấy, cho nên tôi mới cứu anh. Cô cũng không phải là thánh mẫu. Chỉ là làm một con người bình thường, cô không thể làm được việc thấy chết không cứu thôi. Đường Hạo Minh thấp giọng cười một tiếng, trong tiếng cười xen lẫn những cảm xúc mà Tống Vi không hiểu được. Cô đúng là người phụ nữ ngu ngốc nhất mà tôi đã từng gặp." Anh ta nói một cách dễu cợt. Ngu ngốc đến mức đi cứu kẻ thù của mình. Nhưng cùng lúc, cô cũng là người phụ nữ lương thiện nhất mà anh ta đã từng gặp. Nghe thấy lời mỉa mai của Đường Hạo Minh, Tống Vi cũng không tức giận, bởi vì không cần thiết. Ở nơi này tức giận làm sao có thể quan trọng bằng việc sống sót được. "Giám đốc Đường, tôi muốn hỏi rốt cuộc tại sao chúng ta có thể sống sót được vậy tống vi nhìn anh ta rồi hỏi lúc nhảy xuống vách núi cô đã phát hiện vách núi kia rất cao ngã xuống từ vách núi cao như vậy người bình thường căn bản không thể sống sót được nhưng mà bọn họ chẳng những sống sót mà hơn nữa còn lành lặn tay chân đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi cho nên cô mới muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào bởi vì trong suốt quá trình cô rơi xuống cũng bởi vì sợ độ cao cộng với khí áp dẫn đến không thể hô hấp mà hôn mê bất tỉnh cho nên cô không hề biết đã có chuyện gì xảy ra đường hạo minh nhìn cánh tay buông thõng của mình cộng với chân trái đã hơi biến dạng trong mắt thoáng hiện vẻ đau xót nhưng ngoài miệng lại nói một cách thản nhiên chúng ta rất may mắn lúc sắp rơi xuống mặt đất trước khi trở thành một đống thịt nát thì đã được một cây đại thụ ở trên vách núi tiếp được hả tống vi kinh ngạc thật sự may mắn như vậy sao cây đại thụ giữ được chúng ta một lúc thì cành cây phía sau bị gãy chúng ta mới rơi xuống đất nhưng mà chỗ đó cũng không cách mặt đất cao quá nên chúng ta vẫn còn sống đường hạo minh giải thích lần này cuối cùng tống vi cũng đã hiểu rõ những chuyện trải qua trong đó cô cười khổ rồi lại gật đầu vui mừng thì ra là thế đúng là ông trời phù hộ chúng ta nhỉ như vậy mà cũng chưa chết đường hạo minh không lên tiếng nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thán đúng là tốt số vào giờ phút ngã xuống sườn núi quả thực anh ta đã cho rằng mình chết chắc rồi còn nghĩ chết cũng tốt như thế thì không cần chờ đường hạo tuấn tìm ra bản di chúc sẽ dốc toàn lực chèn ép gia đình anh ta bởi anh ta đã chết rồi thì kết cục cả nhà ra sao cũng chẳng liên quan gì đến anh ta nữa đằng nào anh ta cũng không thấy được. Nhưng nào ai ngờ, anh ta lại không chết. Hắc xì. Tống vi hắc xì một cái rõ to, hà hơi vì lạnh. Đường hạo minh thấy thế, mấp máy môi, trong túi tôi có cái bật lửa, cô lấy ra nhóm củi đốt đi, có thể sưởi ấm. Tống vi nghe thấy anh ta có bật lửa, ánh mắt sáng rực lên, anh có bật lửa à? Vậy anh làm gì mà không nhặt củi để nhóm lửa sớm hơn đi? tôi không đi được ánh mắt của đường hạo minh rơi vào cái chân đã biến dạng kia của mình tống vi cũng nhìn theo ánh mắt của anh ta đồng tử hơi giãn ra chân của anh chắc là gãy mất rồi đường hạo minh trả lời hời hợt giống như chuyện nói chân mình gãy cũng đơn giản như ăn một bữa cơm vậy giọng nói của tống vi hơi run chả trách anh nói anh không đi được vẫn chưa hết đâu hai cánh tay của tôi đều bị trật khớp rồi Đường Hạo Minh tiếp tục ném ra một quả bom nặng ký. Tống Vi hít vào một hơi khí lạnh, nhìn anh ta có phần đồng cảm, anh cũng xui xẻo thật đấy. Cả hai người đều bị rơi từ trên vách đá xuống nhưng cô nhiều nhất chỉ bị trầy da, tay chân đều không có vấn đề gì. Nhưng anh ta lại thành ra như thế này, quả thật khiến người ta phải giật mình. Đường Hạo Minh mới từ một tiếng nhỏ giọng lầm bầm, phải đấy. Xui tận mạng đến chính bản thân anh ta cũng không biết tại sao vào giờ phút cuối cùng khi cành cây gãy anh ta lại muốn bảo vệ người con gái này lấy cơ thể của mình lót ở phía dưới làm đệm thịt cho cô đáng lý ra anh ta tuyệt đối không phải là người như thế nhưng bây giờ nhìn thấy chân và hai tay đều bị thương anh ta vẫn không hối hận chút nào anh ta điên thật rồi khóe miệng đường hạo minh cong lên nở một nụ cười tự dẻo tống vi đứng dậy đi tới trước mặt anh ta bật lửa ở túi nào đùi bên phải mắt đường hạo minh nhìn vào cái túi bên đùi phải tống vi thấy là vị trí kia thì ngay lập tức có chút bối rối không muốn đi lấy đường hạo minh thì cười như không cười nhìn cô sao nào sợ chạm phải thứ không nên chạm à tống vi nghe ra ý đùa giỡn trong lời nói của anh ta đôi lông mày thanh tú cau lại trừng mắt nhìn anh ta một cái ai nói tôi sợ Nói xong, cô luồn tay vào trong túi anh ta, lấy cái bật lửa ra. Mặc dù chuyện cô lục túi kia quả thực rất không thích hợp. Nhưng tình huống hiện giờ không giống vậy, vì để không bị chết cống, cô cũng chẳng đoái hoài đến những thứ này. Sau khi Tống Vi lấy được bật lửa ra rồi thì cẩn thận kiểm tra sơ qua, phát hiện vỏ kim loại phía ngoài của cái bật lửa có phần biến dạng, nhưng vẫn có thể đánh ra lửa, cuối cùng cũng yên tâm. Tôi đi nhặt củi anh ở yên đây chờ tôi tống vi cất cái bật lửa đi dặn dò đường hạo minh một tiếng sau đó liền ra khỏi hang núi trong núi rừng vừa mới có mưa nên vẫn còn một lớp sương trắng rất mỏng không khí cũng rất trong lành dễ ngửi một bầu không khí không thể ngửi thấy được trong thành phố tống vi vương vai hít một hơi thật sâu lúc này mới cẩn thận bước từng bước về phía trước để tránh bị ngã cô nhặt được không ít củi đốt đều hơi ẩm cả nhưng cũng không có cách nào khác chỉ có thể ôm những cành củi này quay lại hang núi đường hạo minh đang tựa người trên vách đá hai mắt nhắm chặt cơ thể cũng rung lên vì lạnh lại cộng thêm cơn đau do cái chân gãy và cánh tay gây ra càng khiến cho anh ta chịu đựng sự hành hạ gấp đôi cho nên lúc này sắc mặt anh ta trắng như tờ giấy bờ môi cũng tái nhật trông thấy bộ dạng này của anh ta tống vi thầm rủa một câu đáng đời nhưng đồng thời cũng sợ anh ta chết nên nhanh chóng đi đốt lửa tuy nhiên quá trình nhóm lửa không mấy thuận lợi cô đã châm rất nhiều lần mà không lên lửa cũng may trong hang núi có một ít lá khô rụng bị gió thổi đến từ trước cô dùng chỗ lá này làm mồi nhóm lửa cuối cùng cũng đã nhóm lửa thành công tống vi bỏ hết củi vào chẳng mấy chốc đống lửa đã bùng lên thời gian dần trôi qua nhiệt độ trong hang núi tăng dần không còn lạnh như trước nữa tống vi nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra cắt trên lửa định hơ cho khô còn về chỗ quần áo vẫn đang mặc trên người dù vẫn ẩm ướt nhưng cô cũng không còn cách nào chỉ có thể để nhiệt độ cơ thể tự hông khô quần áo ngồi sửa ấm một lúc tống vi cảm thấy quần áo đã hơ gần khô lúc này cô mới để quần áo qua một bên đi đến trước mặt đường hạo minh tỉnh lại đi tống vi khẽ đẩy nhẹ đường hạo minh đường hạo minh mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt nhỏ lấm lem cùng mái tóc rối bời của cô, trong mắt thoáng hiện vẻ ghét bỏ. Tống Vi thấy thế liền tức giận, rất muốn tác cho anh ta một cái. Cô không cần soi gương cũng biết giờ phút này hình tượng của mình chắc chắn rất khó coi, nhưng bản thân anh ta cũng như thế mà, lại còn chê cô làm bẩn mắt anh ta. Này, anh cởi áo khoác trên người anh ra đi, để bên cạnh đống lửa hơ một lúc cho cô. Đường Hạo Minh cười tủm tỉm nhìn cô, cô nghĩ tôi như thế này rồi thì còn có thể làm được chắc tống vi nghẹn lời lúc này cô mới nhớ ra hai cánh tay của anh ta bị trật khớp hoàn toàn không thể làm được vậy nên cô cởi ra cho tôi đi đường hạo minh nói tống vi nhíu mày lại vừa định nói vậy thì thôi đi cứ để ở trên người anh để nó tự khô là được rồi đường hạo minh lại mở miệng nói tôi là do cô cứu về cô đã cứu sống tôi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng, nếu không thì chẳng thà đừng cứu, cô thấy có đúng không? Anh! Tống Vi bị anh ta chọc tức tới nổi mặt đỏ bừng bừng. Đường Hạo Minh nhìn dáng vẻ tức tốc thở phì phò của cô, đôi mắt không đeo kính áp trồng thoáng hiện nét cười. Nét cười này khiến Tống Vi giật mình. Cô đã từng thấy nụ cười của anh ta, nhưng đều là những nụ cười giả dối, nụ cười tính toán, nụ cười lạnh lẽo, nhưng nụ cười lần này lại là nụ cười chân thành thực sự. Tống Vi cũng không truy xét xem đường Hạo Minh đang cười cái gì, cuối cùng cô vẫn cam chịu số phận cởi áo khoác cho anh ta, để qua một bên hơ cho cô. Nhưng vẫn chưa xong, cô lại tháo cà vạt của anh ta xuống, dưới cái nhìn chăm chú đầy nghi ngờ, cô đặt cà vạt lên rìa tảng đá nhọn để mài, sau khi mài được một chỗ rất nhỏ, cô lại xé cà vạt ra. Tống Vi xé cà vạt thành mấy sợi, để từng cái trên mặt đất cầm mấy cành cây dài gần bằng nhau rồi lại để mấy cây gỗ chắc chắn xuống đất đường hạo minh khó hiểu hỏi cô làm gì vậy cố định cánh tay và chân cho anh tống vi liếc mắt nhìn anh rồi trả lời đây là mấy cây gỗ lúc cô nhặt củi đốt cố ý tìm cho anh ta đấy đường hạo minh nhìn tống vi đang loay hoay với mấy cành cây trong lòng không biết có cảm xúc gì có chút ấm áp còn có chút cảm xúc mà anh ta chưa từng trải nghiệm dâng lên. Đến mức chính bản thân anh ta cũng không biết rằng ánh mắt anh ta khi nhìn Tống Phi đã trở nên dịu dàng. Sự dịu dàng này khác biệt hoàn toàn với sự dịu dàng không có chút hơi ấm nào do anh ta cố ý giả vờ tạo ra, sự dịu dàng lần này là toát ra từ tận đáy lòng. Tống Phi không biết Đường Hạo Minh đang nhìn mình, cô cầm cành cây và cà vạt đã xé thành sợi vải, nhìn chân của anh ta, nghiêm túc nói: có thể sẽ đau đấy lát nữa anh cố chịu một chút tôi sẽ buộc rất chặt cố định xương giúp anh thử xem để tránh xương của anh sai vị trí nặng hơn được cô làm đi đường hạo minh gật đầu giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều tống vi nghe ra được nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều bắt đầu băng cố định chân cho anh ta đường hạo minh đau đến mức cắn chặt hàm răng mặt mày cũng trở nên dữ tợn từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán, tiếng trên rỉ đau đớn không ngừng phát ra từ trong cổ họng. Tống Vi nghe thấy âm thanh này, trái tim cũng rung lên, tay cô cũng không đành lòng tiếp tục. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn kiên trì chịu đựng. Sau khi bó chặt chân và tay, Tống Vi thở vào nhẹ nhõm, đường hạo minh đau đến nỗi như sắp ngất đi, đầu đang đầy mồ hôi tựa vào vách đá thở hỗn hển. Tống Vi quay đầu nhìn anh ta, này, anh vẫn ổn đấy chứ đường hạo minh suy yếu mở mắt ra mồ hôi lạnh trên trán chảy xuôi theo lông mày vào trong mắt khiến mắt anh ta đau nhức nên lại một lần nữa nhắm lại chỉ có thể giật giật khóe miệng nở nụ cười yếu ớt vẫn ổn không chết được vậy là tốt rồi tống vi gật đầu không tiếp tục hỏi nữa anh ta không chết là được dù sao những cái khác cô cũng không thể giúp gì cục 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 bụng Tống Vi bỗng dưng reo lên, vang vọng lạ thường giữa hang động không mấy rộng lớn. Tống Vi đỏ mặt sờ lên bụng, không dám nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình. Người đàn ông nhìn cô đầy thú vị, đói rồi à. Phí lời, từ sau khi bị anh bắt cóc tôi vẫn chưa ăn gì đâu. Tống Vi tức giận trả lời. Lúc nhặt củi vừa rồi, cô cũng chỉ uống chút nước mưa trên phiến lá, còn về chuyện đồ ăn thì một chút cũng không. Đường Hạo Minh lại cười cười, cho dù cô có đói bụng thì cũng chẳng làm gì được, chỗ này không có đồ ăn. Dĩ nhiên tôi biết. Tống Vi cười khổ một tiếng. Đường Hạo Minh nhìn về phía bên ngoài cửa hang, trừ khi bây giờ cô đi ra ngoài tìm chút đồ ăn, nếu không thì cô chỉ có thể chịu đói thôi. Tìm đồ ăn. Tống Vi cũng nhìn theo ánh mắt của anh ta, sau đó lắc đầu, chỗ này thì có thể có cái gì để ăn chứ. Đi sang sao? Đường Hạo Minh bị lời nói của cô chọc cho bật cười, nếu như cô có bản lĩnh đó thì cũng được thôi, tôi chịu trách nhiệm thay cho, để cô không cần chịu truy cứu trách nhiệm pháp luật. Không cần, tôi đi ra ngoài xem xem có loại quả dại gì có thể ăn được không vậy. Ăn xong chúng ta thử tìm đường ra. Tống Vi nói xong thì đứng dậy. Đường Hạo Minh không nói gì, nhìn cô ra khỏi hang núi. Tống Vi ở bên ngoài khoảng 2 tiếng mới trở về cũng không xui xẻo lắm, cô tìm được chút quả dại trông giống như quả kiwi, mặc dù hơi chua nhưng cũng có thể ăn được, dù sao thì cũng tốt hơn là bị đói. Tống Vi ăn ba bốn quả thì không ăn nữa, sau đó lại đút cho đường hạo minh tay chân không thể cử động ăn. Sau khi ăn xong, đống lửa cũng sắp tắt. Tống Vi phủi tay đứng lên, chúng ta đi thôi. Đường hạo minh không có dị nghị gì, được cô diều cũng đứng lên hai người chân bước tập tỉnh đi ra ngoài hang núi. Trong láng cắm trại dưới chân núi, đường hạo tuấn mệt mỏi phờ phạt ngồi trên túi ngủ, quần áo trên người nhăn nhúng, còn dính không ít bùn đất, trông vô cùng nhếch nhác, ngay cả trên khuôn mặt điển trai cũng có thêm mấy chỗ trầy da. Bác sĩ bên cạnh đang bôi thuốc lên mặt cho anh, Trình Hiệp đứng trước mặt anh, sốt sắng hỏi hang, tổng giám đốc, ngoại trừ vết thương trên mặt, anh không bị thương chỗ nào trên người đấy chứ. Nửa tiếng trước, tổng giám đốc muốn đi qua bên kia núi tìm mợ chủ nhưng lại không cẩn thận nên mới trượt chân ngã cả người ngã từ trên sườn núi lăn xuống dưới trên mặt bị thương cũng là vì như vậy nếu không phải anh ta cứng rắn cưỡng ép mang tổng giám đốc quay về bôi thuốc thì chắc chắn tổng giám đốc còn muốn tiếp tục đi tìm tôi không sao đường hạo tuấn đỡ trán trả lời bằng giọng khàn khàn trình hiệp vẫn có chút lo lắng thật sự không sao chứ nếu không thì chúng ta về bệnh viện trong thành phố không cần đường hạo tuấn nhíu mày ngắt lời anh ta trình hiệp cũng không nói nữa lúc này có một thành viên của đội tìm kiếm cứu nạn vén rèm lều vải lên đi vào trên mặt lộ vẽ rất kích động tổng giám đốc đường có tin tốt tìm được người rồi sao con ngươi của đường hạo tuấn chấn động lập tức đứng bật dậy Bác sĩ đang bôi thuốc cho anh cũng bị anh đụng vào phải lùi mấy bước. Không. Nhưng vừa rồi trong đội chúng tôi có người nhìn thấy bên kia núi có khói. Thành viên đội tìm kiếm cứu nạn vội vàng trả lời, không phải sương trắng do núi rừng tự nhiên sinh ra, mà là khói do có người đốt cháy đồ vật. Người của chúng tôi đã điều tra, gần ngọn núi này không có người ở, như vậy khói trắng kia. Có khả năng chính là do mợ chủ đốt. Trình Hiệp nói tiếp lời của anh ta, hưng phấn nói, quá tốt rồi, tổng giám đốc, mợ chủ không chết, cô ấy vẫn còn sống. Đường Hạo Tuấn hơi run rẩy, ngay cả bàn tay đang nắm chặt cũng khẽ run lên, đó là dấu hiệu cho thấy anh đang vui mừng. Mau lên, lập tức phái người đi qua chỗ khói trắng bên kia tìm người. Trình Hiệp thấy Đường Hạo Tuấn không nói chuyện, lập tức phân phó. Chờ đã. Đường Hạo Tuấn cầm áo khoác lên, tôi cũng đi không được đâu, tổng giám đốc. Anh không thể đi được, từ hôm qua đến giờ anh vẫn không nghỉ ngơi. Ngộ nhở. Tôi bảo, tôi cũng đi. Đường hạo tuấn hiếp mắt nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo. Trình hiệp mất máy miệng, biết mình không khuyên nổi, thở dài, đành phải chấp nhận số phận, được à. Mấy người lập tức cầm trang thiết bị rồi xuất phát. Ngọn núi này rất lớn, chờ đến lúc nhóm người đường Hạo Tuấn tìm tới hang núi thì trong đó đã không còn ai nữa. Nhưng thông qua đống lửa trong hang núi vẫn còn hơi ấm, có thể thấy người đi chưa được bao lâu, chí ít là không quá 2 tiếng. Tổng Giám Đốc, cốt quá rồi, mợ chủ còn có thể đi được, chứng tỏ họ cũng không bị thương gì cả. Trình Hiệp nhìn đống lửa, trái tim đang căng thẳng cuối cùng cũng đã có thể bình tĩnh lại. Đến ngay cả đường Hạo Tuấn cũng thở vào nhẹ nhõm, hàng lông mày luôn cao chặt lại cũng hơi giãn ra nhưng rất nhanh bờ môi mỏng của anh mím lại vì họ đã đến chậm một bước và thế là bỏ lỡ mất tiếp tục tìm nơi này vừa mới có mưa mặt đường còn chưa khô bọn họ rời khỏi đây chắc chắn có dấu chân cứ tìm theo vết chân của bọn họ đường hạo tuấn nói xong quay người ra khỏi hang núi trình hiệp cũng đi theo nhóm người lùng tìm lần nữa rất nhanh thì tìm được vết dấu chân. Đường Hạo Tuấn nhìn dấu chân một lớn một nhỏ kia, đã xác định được là đường Hạo Minh và Tống Vi. Mà hướng dấu chân là hướng Nam, chắc là hướng họ xuống núi. Đi. Đường Hạo Tuấn dẫn đầu đi theo dấu chân. Những người khác trong đội tìm kiếm cứu nạn cũng đuổi theo sát phía sau. Ở phía kia, Tống Vi vẫn chưa biết đường Hạo Tuấn đã biết bọn họ còn sống, còn đang tìm đến đây. Cô đỡ Đường Hạo Minh bước từng bước một đầy khó khăn đi về phía trước, cũng không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng ngôi nhà. Gương mặt tái nhợt đầy mệt mỏi của Tống Vi hiện ra chút ý cười. Ngay cả Đường Hạo Minh cũng như trút bỏ được thứ gì đó, cả thể xác và tinh thần đều thả lỏng. "Đi." Đường Hạo Minh thốt ra một chữ bằng giọng nói rất khàn. Tống Vi nhìn anh ta, cắn răng dìu anh ta tiếp tục đi về phía trước cô biết phía trước chính là đường sống chỉ cần đi đến căn nhà kia là cô có thể liên lạc với bên ngoài liên lạc với đường hạo tuấn thế là tống vi dốc trạng chút sức lực cuối cùng tăng nhanh tốc độ dìu đường hạo minh đi thêm khoảng gần 10 phút cuối cùng cũng đi tới được căn nhà trước mặt trong nhà có người là một người phụ nữ trung niên nhìn thấy hai người tống vi thì giật nảy mình hai người tống vi nở nụ cười yếu ớt với người phụ nữ kia Vừa định nói gì đó thì cuối cùng không chịu được nữa, ngất đi. "Ơ kìa, này, này." Người phụ nữ thấy cô đột nhiên ngất xỉu thì lại càng hoảng sợ, bèn vội vàng tiến lên trước đỡ cô dậy. Cũng nhờ vậy mà Đường Hạo Minh cũng tránh được kết quả ngã nhào trên mặt đất. Người phụ nữ trung niên dìu cả Đường Hạo Minh và Tống Vi vào trong phòng, lúc này mới hỏi, "Ơ kìa, hai người thế này là?" Đường Hạo Minh nở một nụ cười mê người. Chúng tôi ra ngoài du lịch, không ngờ lại ngã từ trên sườn núi xuống, làm mất thiết bị, cho nên mới thành ra như bây giờ. Vậy thì cũng thảm thật. Người phụ nữ Trung niên thấy cánh tay và chân anh ta băng bó, đồng cảm nói. Đường Hạo Minh cười cười, "Chị à, chị có thể đưa tôi lên trên trấn một chuyến không? Chỉ cần chị bảo người đưa tôi đi thì tôi sẽ cho chị 900 triệu. Thế nào?" 900 triệu người phụ nữ trung niên nghe thấy con số này con mắt cũng phát sáng đường hạo minh gật đầu không sai được 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 lát nữa tôi bảo chồng tôi đưa cậu đi người phụ nữ trung niên phấn khích đồng ý nụ cười của đường hạo minh càng sâu hơn cảm ơn vậy cô gái này làm sao bây giờ người phụ nữ trung niên chỉ vào tống vi vì mệt mỏi mà hôn mê đang nằm trên ghế hỏi cô ấy là vợ cậu sao vợ ánh mắt đường hạo minh trở nên hoảng hốt sau đó lắc đầu không phải không phải sao tôi thấy vừa rồi hai người thân mật như vậy còn tưởng là vợ chồng cơ đấy người phụ nữ trung niên ngại ngùng nói đường hạo minh nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tái nhật của tống vi trong mặt hiện lên vẻ dịu dàng chị à làm phiền chị chăm sóc cho cô ấy tôi cần phải rời khỏi đây trước không thể ở cùng với cô ấy được sẽ có người đến đón cô ấy được tôi biết rồi người phụ nữ trung niên gật đầu hai người này là thần tài tất nhiên chị ta sẽ chăm sóc thật chu đáo vậy chị à chị gọi người đưa tôi lên trấn trên với tới trấn tôi sẽ chuyển tiền cho mọi người đường hạo minh nói người phụ nữ trung niên luôn miệng đồng ý sau đó kêu người tới đây khoảng chừng một giờ sau đường hạo minh đi tới trấn trên sau khi chuyển tiền cho chồng của người phụ nữ nọ, anh ta lại mua một chiếc di động mới, gọi một cuộc điện thoại. Điện thoại nhanh chóng có người bắt máy, ai vậy? Trình Hiệp, là tôi. Đường Hạo Minh cục mắt trả lời. Anh ta biết điện thoại của Đường Hạo Tuấn có cài đặt từ chối cuộc gọi từ số lạ, vì vậy Đường Hạo Minh chỉ đành gọi cho Trình Hiệp. May mà Trình Hiệp nghe máy. Anh ta nghe thấy giọng của Đường Hạo Minh cả người đều sửng sốt giám đốc đường đường hạo tuấn đang đi tuốt phía trước nghe thấy ba chữ này lập tức dừng bước xoay người đi tới cướp lấy điện thoại tống vi đang ở đâu cậu thật sự rất quan tâm đến cô ấy nhỉ đường hạo minh khôi phục lại dáng vẻ tà ác ngày thường bật cười tại sao cậu lại muốn hỏi tôi cô ấy đang ở đâu chứ vì sao cậu không cho rằng cô ấy đã chết cô ấy chưa chết đường hạo tuấn siết chặt điện thoại giọng nói lạnh băng tôi đã tìm đến hang núi nơi hai người từng ở cũng nhìn thấy dấu chân cả hai rời khỏi đó cô ấy vẫn còn sống vẻ ngạc nhiên chợt thoáng hiện trong mắt đường hạo minh không ngờ đường hạo tuấn lại có thể nhanh chóng tìm được nơi anh ta và tống vi từng ở nhanh như vậy may mà cả hai người họ đã rời đi trước một bước nếu không bây giờ anh ta chắc chắn đã bị bắt hóa ra là vậy đường hạo minh lại mỉm cười cậu nói rất đúng quả thật cô ấy vẫn chưa chết cô ấy đang ở đâu đường hạo tuấn lại hỏi một lần nữa anh ta phá lên cười cậu cứ yên tâm cô ấy rất khỏe cô ấy đang ở nhờ nhà một gia đình nông dân tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu được rồi tôi cúp máy trước đây nói xong đường hạo minh để vệ sĩ mới thuê lấy điện thoại bên tai mình xuống sau đó bẻ gãy điện thoại rồi để người đó gửi địa chỉ của Tống Vi qua đó. Anh ta làm xong hết thảy những chuyện này, ngồi lên xe lăn để vệ sĩ đẩy vào nhà ga. Ở đu bên kia, đường Hạo Tuấn nhìn địa chỉ trên điện thoại, ánh mắt u ám không rõ. Trình Hiệp đứng bên cạnh anh, tổng giám đốc, lẽ nào đường Hạo Minh cố tình gọi điện thoại tới nói cho anh biết tung tích của mợ chủ hả? Đường Hạo Tuấn gật đầu. Trình Hiệp ngạc nhiên đẩy mắt kính, việc này không phù hợp với phong cách làm việc của anh ta, anh ta vừa bắt cóc mợ chủ, còn ép cô ấy nhảy xuống vực, bây giờ lại gửi địa chỉ của cô ấy cho chúng ta, liệu có bẫy rập gì đó hay không? Mặc kệ có phải là bẫy hay không, tôi cũng phải đi. Đường Hạo Tuấn đưa trả điện thoại cho anh ta. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng muốn cứu được Tống Vi ra. Trình Hiệp biết mình không khuyên được anh, cũng không định thuyết phục nữa, chỉ kêu người của đội tìm kiếm chuẩn bị sẵn sàng, lát nữa lựa đúng thời cơ bắt lấy đường Hạo Minh rồi cứu người. Cả đoàn người chạy vội tới địa chỉ đường Hạo Minh cung cấp. Chẳng mấy chốc, họ đã tới nơi. Người phụ nữ trung niên nhìn thấy cả đoàn người kéo tới thì có hơi sợ hãi, nhưng vẫn lấy hết can đảm bước tới hỏi, các anh là người đến tìm cô Tống Vi đúng không? Mợ chủ thật sự ở đây sao? Trình Hiệp kinh ngạc thốt lên. Đường Hạo Tuấn siết chặt hai nắm tay, cô ấy đâu rồi? Ở trong nhà. Người phụ nữ trung niên chỉ vào trong nhà. Đường Hạo Tuấn không rảnh lo lắng liệu bên trong có bẫy hay không, anh lao thẳng vào trong phòng. Trình Hiệp lo lắng cho sự an toàn của anh, cũng vội vàng qua đó. Vừa bước vào phòng, Đường Hạo Tuấn đã nhìn thấy Tống Vi đang nằm trên chiếc ghế sofa hơi cũ kỹ, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, đang nhắm mắt hôn mê. Đôi chân dài sải bước, thoáng cái đã đến trước sofa, trực tiếp ôm người phụ nữ đang nằm trên đó lên, đầu ghé sát vào trước ngực, sau khi nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực của cô, cơ thể căng cứng của anh mới thả lỏng. Sau đó anh anh lại vùi đầu vào hõm vai cô, ôm chặt lấy tống vi vào trong lòng. Cô dựa vào trong lòng anh không hề động đậy, còn thân mình của đường hạo tuấn lại khẽ rung lên. Trình Hiệp cảm nhận được nỗi sợ hãi của anh, trong lòng tỏ ra khá kinh ngạc. Tổng giám đốc thật sự sợ hãi liệu có phải mợ chủ đang ở trước mặt mình hay không? Có thể thấy tình yêu này sâu đậm đến mức nào. Mợ chủ sao rồi ạ? À? Trình Hiệp không quấy rầy cuộc hội ngộ của hai người họ, quay lại hỏi người phụ nữ trung niên đi vào cùng. Chị ta cười ha hả, trả lời, "Yên tâm đi, cô ấy không sao cả." tôi đã tìm bác sĩ khám cho cô ấy rồi. Cô ấy chỉ bị một vài vết thương do té ngã, trầy da thôi, những thứ khác không có vấn đề gì. Vậy sao mợ chủ lại hôn mê? Cô ấy đói quá nên mất sức, bác sĩ đã tiêm một mũi dinh dưỡng cho cô ấy rồi, ngủ một giấc là khỏi thôi. Như vậy à, vậy thì tốt quá rồi. Trình Hiệp thở vào nhẹ nhõm. Đường Hạo Tuấn hôn lên vầng trán của Tống Vi, nhẹ nhàng đặt cô trở lại sofa sau đó đứng dậy, nhìn người phụ nữ trung niên với ánh mắt sắc bén, đường hạo minh đâu rồi? Hả? Người phụ nữ trung niên hơi sửng sốt. Trình Hiệp cười giải thích, chính là người đàn ông đã đưa mợ chủ đến đây. Ồ, anh nói anh ta ấy hả? Chị ta vỗ đầu, không phải anh ta đưa cô Tống Vi đến đây mà là cô ấy đưa anh ta tới. Tay chân của anh ta đã bị gãy cả rồi, bị thương không nhẹ, cô tống đưa anh ta đến tận đây mới mất sức rồi bị ngất đường hạo minh đường hạo tuấn nghiến răng nghiến lợi rít ra ba chữ này sát ý vô tận toát ra từ trong mắt người phụ nữ trung niên bị anh dọa sợ run lập tập người đàn ông này có thân phận gì vậy sao khí thế lại đáng sợ thế vậy bây giờ anh ta ở đâu trình hiệp lại hỏi tiếp chị ta lấy lại bình tĩnh rồi trả lời anh ta đã đi rồi anh ta cho gia đình chúng tôi 900 triệu, kêu chúng tôi chăm sóc cho cô Tống Vi, sau đó đưa anh ta lên trấn trên. Tổng giám đốc, có vẻ như anh ta đã biết sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm tới, cho nên đã chạy trước một bước rồi. Trình Hiệp nhìn về phía Đường Hạo Tuấn. Khắp người Đường Hạo Tuấn đều là khí lạnh, anh ta có chạy đằng trời, tôi nhất định có thể bắt được anh ta. Anh nhất định sẽ không bỏ qua mối thù này cho Đường Hạo Minh. Trình Hiệp liếc nhìn Tống Vi, hơi cảm thán, nhưng điều khiến tôi kinh ngạc chính là anh ta lại buông tha cho mợ chủ, còn kêu người chăm sóc tốt cho cô ấy nữa, rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì vậy chứ? Chưa kể vừa nãy bà chị này mới nói, tay chân của Đường Hạo Minh đều bị gãy, mà mợ chủ lại hoàn hảo nguyên vẹn. Trong chuyện này, lại xảy ra tình huống gì nữa đây? Tuy rằng trong lòng đầy thắc mắc, nhưng Trình Hiệp vẫn không nói ra dù sao bây giờ người cũng đã chạy rồi nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa nói không chừng sau khi mợ chủ tỉnh lại tất cả mọi chuyện đều sẽ rõ ràng mặc kệ anh ta suy nghĩ ra sao anh ta cũng chết chắc rồi đường hạo tuấn lạnh lùng nói sau đó anh lắc cái đầu giả hơi nặng nề choáng váng của mình cậu lập tức sắp xếp trực thăng tới đây chúng ta trở về thành phố giang rõ trình hiệp gật đầu lập tức đi ra ngoài gọi điện thoại. Khoảng chừng một giờ sau, trực thăng đã tới. Đường Hạo Tuấn bế Tống Vi lên máy bay, trở về thành phố Giang. Dì Vương đã nhận được thông báo của Trình Hiệp, biết Tống Vi đã được cứu trở về, vui mừng dẫn hai đứa nhỏ đứng chờ ở cửa biệt thự. Nhìn thấy máy bay trực thăng đáp ngay ở cửa, hai đứa bé buông tay dì Vương, lao tới về phía máy bay, mẹ ơi! Đường Hạo Tuấn bế Tống Vi xuống dưới, hai đứa bé rất ngoan, không hề nhào lên mà đứng ở trước mặt hai người họ, kiển mũi chân lên, muốn nhìn mẹ mình một chút, ba ơi, mẹ làm sao vậy? Hai đứa bé vội vàng hỏi. Mẹ không sao đâu. Đường Hạo Tuấn vội đáp lời hai đứa nhỏ, ôm chúng một cái rồi vào biệt thự. Hai đứa nhỏ tay trong tay chạy chậm đuổi theo. Dì Vương và Trình Hiệp đi ở đằng sau. Dì Vương, dì liên hệ ngay với bác sĩ Mạnh bảo anh ta đến đây đi, nhớ mang theo dụng cụ làm kiểm tra toàn thân cho mợ chủ. Trình Hiệp nói. Dì Vương gật gật đầu, được, tôi đi thu xếp liền. Nói xong bà lấy di động từ trong túi tạp về ra, gọi điện. Trong biệt thự, Lâm Gia Nhi từ trong phòng đi ra, nhìn thấy đường Hạo Tuấn ôm Tống Vi lên lầu thì sửng sốt, sau đó vội chạy nhanh tiến đến hỏi, Hạo Tuấn, có chuyện gì xảy ra với cô Tống vậy? Đường Hạo Tuấn không trả lời cô ta, nhanh chóng đi lên lầu ba. Lâm Gia Nhi cắn cắn môi dưới, trong lòng hiển nhiên là không thoải mái. Đây là lần đầu tiên anh phớt lờ cô ta như vậy. Dù là sau khi đã kết hôn với Tống Vi, anh cũng chưa từng phớt lờ cô ta, nhưng hiện giờ. Lâm Gia Nhi ngẩng đầu nhìn lên, căm giận dậm chân đi theo sau cô ta muốn biết tống vi rốt cuộc bị làm sao trong phòng lâm gia nhi đã tiến vào tống dĩnh nhi nhìn thấy cô ta là lập tức cảnh giác như một con thú xù lông cô lâm cô vào đây làm gì tống hải dương cũng nhìn về phía cô ta lâm gia nhi cười cười cô vào thăm mẹ của cháu không cần đâu cô lâm đi ra ngoài đi mẹ bọn cháu không cần cô thăm Cuối cùng Tống Hải Dương không nhịn được nữa mà phải mở miệng. Nét mặt Lâm Gia Nhi sượng lại, trong lòng căm hận muốn chết.